Tôi Nguyễn Hồng xin kính chào tất cả anh chị, giới thiệu với anh chị một tác phẩm Nhất Mã Quần Tùng được chế tác trên chất liệu gỗ chắc đỏ đen. Tác phẩm rất đẹp trên chất liệu gỗ sang trọng quý giá của Việt Nam, đó là gỗ chắc của Việt anh chị nhá. Gỗ chắc của Việt thì màu sắc đỏ đen nó sẽ rõ ràng rất đẹp luôn. Tạc lên một tác phẩm Nhất Mã, vâng, rất được đẹp luôn anh chị nhá. Chất liệu gỗ chắc thì tuyệt vời rồi. Đây là chất liệu gỗ chắc thì sẽ đủ những tác phẩm hàng quý anh chị nhá, rất đẹp luôn. Tác phẩm với chiều cao là 70, ngang là 56 và sâu là 25 anh chị nhớ, vâng. Cao 70, ngang 56 và 25 là kích thước của tác phẩm Nhất Mã Quần Tùng này. Rất đẹp luôn, một chú ngựa gỗ chắc, màu sắc rất tuyệt vời. Thần thái. Đây, cây tùng màu sắc ngựa gỗ chắc quá tuyệt vời, người vân gỗ chắc tuyệt vời đây, anh chị thấy không? Và em xin được báo giá tác phẩm này, em xin được giảm giá tác phẩm này chỉ còn là 8.8 triệu, vâng, 8.8 triệu, một cái số rất đẹp, 88 là phát anh chị nhớ. 8.8 triệu và em xin bao ship luôn những tác phẩm Nhất Mã Quần Tùng này. Cái điệu sắt này cao 70, ngang 56 và sâu là 25 anh chị nhá. Ở trong thời gian tới thì em sẽ liên tục giảm giá những cái sản phẩm này cho anh chị mua về sắm về để chơi Tết. Và bên em cũng bắt đầu giảm cái lượng hàng làm ra, giảm cái lượng hàng sản xuất, không làm ồ ạt nữa, không làm lượng nhiều nữa, bắt đầu giảm lượng hàng làm ra và đẩy mạnh những cái hàng bán và giảm giá những hàng bán để đến tay chị chơi Tết. Em bắt đầu thu hồi vốn để trả gom tiền chuẩn bị cho nghỉ Tết đó, để gom tiền trả công thợ và tiền gỗ lợ qua lợ lại nhau bên bán gỗ. Vâng, là tác phẩm này em xin được báo giá là 8.8 triệu mới chia 8.8 triệu là cái giá em đã hạ giá đấy, hạ giá bán là để muốn anh chị được sở hữu tác phẩm đẹp, cái giá rất mềm để em bắt đầu rút tiền vốn về. Vâng, tác phẩm Nhất Mã Quần Tùng rất đẹp luôn, chế tác trên chất liệu gỗ chắc đỏ đen, cao là 70, ngang là 56 và sâu là 25 anh chị nhá. Tác phẩm đục tứ diện, giá rẻ giật mình đấy, đục tứ diện anh chị nhá, đẹp luôn, chú Nhất Mã ngựa đực rất đẹp, đục tứ diện này anh chị này. Đó, rất tuyệt vời. Vâng, đằng sau là cái vân rất đẹp luôn. Em sẽ quay lên đằng trước nhá, quay lên cho chị dễ coi này. Đây là mặt đằng trước này. Thông tin chi tiết này sản phẩm anh chị liên hệ với em 0983361899. Bên em thì làm ở quốc lộ 38 là ngày đông giao nông điện tổng đài Hải Dương, và bên em có giao hàng trên toàn quốc. Em giao hàng trên toàn quốc nên là anh chị nào mà ở xa tận Cà Mau, Phú Quốc em cũng giao hàng được hết anh chị nhá. Cà Mau, Phú Quốc em giao hàng được hết. Và đây là sau tác phẩm anh chị nhá, em quay đèn mặt sau tác phẩm. Đẹp tuyệt vời luôn, tác phẩm này thì giá là 8.8 triệu, em bao ship với chiều cao là chú Nhất Mã trên chất liệu gỗ chắc đẹp tuyệt vời vân veo, với chiều cao cho tác phẩm là 70, ngang là 56 và sâu cho tác phẩm là 25 anh chị nhớ. Ở tác phẩm này thì em xin được báo luôn, ở tác phẩm này là cây tùng là phải ghép, là cây tùng là phải ghép, mà rồi ghép đoạn này và ghép này rất kỹ rồi, không phải đảm bảo không phải sợ hư hao tác phẩm này. Và tất cả những tác phẩm trên chất liệu gỗ chắc ngựa đa số là được ghép chân trước và đuôi, và tác phẩm này của em cũng không ngoại trừ bên em phải ghép chân trước cây tùng và đuôi, ok anh chị nhá. Và khi kỹ thuật ghép của cả làng nghề em rồi, ghép đều rất tốt, anh chị yên tâm về cái mức độ an toàn của sản phẩm. Và sản phẩm Nhất Mã này trên liệu gỗ chắc này cao 70, ngang 56, sâu 25, em xin được báo giá tác phẩm là 8.8 triệu mới bao ship, vì chính là một cái giá rất là êm, em đã giảm giá rồi. Đó. Cảm ơn chị rất nhiều và xin hẹn gặp anh chị ở những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo bên em. Anh chị là chưa đăng ký subscribe kênh YouTube của Từ Gỗ Sở Nguyễn Hồng, anh nhớ nhấn đăng ký để xem những cái video bên em đăng lên về cái sản phẩm nên làm ra hàng ngày bên em. Cảm ơn anh chị rất nhiều và xin hẹn gặp lại.